Nghe em. Ở anh đi Bình Dương hết rồi. Ờ gần điện điện nhà nha.
Không mở của ba hôm nay nó còn thấy đường không bà? Thế mà không khám làm gì? Nếu mà chạy xe không chạy được. Hết đau hết nhất. Tức là tới chân cầu vượt rồi quẹo về hướng bên trái đúng không? Yeah. Xong rồi ra bên phải luôn đúng không? Rồi về hướng Thủ Đức đúng không? Tới chân cầu vượt quẹo trái cái là quẹo vô hẻm luôn á. À. Xong cái mình ra cái chỗ hẻm nó xong để ngay chậm phía cũ á.
giờ mới thấy thằng công an. Bắt kẹp cái sợi dây anh đồn là cực lạc. Cái móc đâu rồi? Để mấy cái này thôi. Ghê lắm, xài bộ đàm không chứ gửi hình ảnh qua bên kia, bên kia chặn lại. Xe này góp không nổi, mua rồi dịch góp không nổi. Này thằng 19 hay 20 không? 19 20 tỷ à. Tức là đời 2019 2019 2020. Xe mới không á? Góp không nổi, ngân hàng siết nó bán lại. Dành nhạc nước gì đó đẹp lắm. Rồi mở khu dự án nghe nó tỷ mấy 2 tỷ thành chứ nhiều lúc dưới đây nó đẹp cực kỳ luôn, mà lúc có tỷ mấy 2 tỷ làm gì có. Alo, không tại đưa 3 số 175 khám á, cảnh đâu cảnh mà chơi mà cảnh không. Chơi ở đâu ạ? Chưa tới. Nó rộng rãi thoải mái, 15 giờ cũng ngon mà. Ừ.
chứ đi không được rồi cứ lẻ qua lại xuống xuống dưới chứng lực chính thành phê quá. Chiều vô cái chỗ này lúc nào mà chả kẹt. Giờ này là cho tải vô không kẹt. Trước 8 giờ là tải không vô đã kẹt. Sài Gòn đến 6 giờ là cấm rồi, cấm tải rồi. 10 giờ mới xả rồi. Vô được hai lần. Hiện tại mà trên 2 tiếng rưỡi là một đoạn đường Sài Gòn kẹt cưng rồi này, phê không, cái này là nó bị kẹt ngay chỗ chân cầu á anh, không anh đi ngay chỗ này lúc nào mà không kẹt ngay chân cầu nó bóp lại còn có thằng lên nữa. Chỗ này là lúc trước dịch thì bị thôi chứ còn từ lúc dịch tới giờ đi ít bị. Tại nó bị cho em ở đây mà kẹt suốt, lúc bãi xe em đậu đây lần nào đi vô mà không kẹt khúc này. Mình xe nó nhỏ em cứ chạy lên 2, lên 3 em chạy chồng. Cái kia là cái lên 2 này nó lớn vô lên mình hết nên mình đi chậm đó. Nên chạy cả lên ba tình hình ra khỏi chỗ này chắc phải 15-20 phút. Này là 2 chiều luôn, chiều mà chiều kia ở những dưới chiếc công nó bị hư rồi. Chiều kia là nào kẹt chứ, đúng là cái chiều ra là lúc nào nó cũng thoáng lắm. Xa lắm. Xa. Cái cầu Bình Lợi. Sáng. Chỗ này là còn đi được, chỗ anh Sài Gòn nhiều chỗ còn cây số đi cả tiếng luôn. Đi qua cầu Phú Mỹ là nó sợ. Mấy cây số có thể đi ngày trời. Bên mình cũng 2 chiếc đúc đích nhau kìa. À hẹn gì. Hẹn gì.
hèn gì thành công. Thành công Bình Phước. Trời ơi. Phục đích nhau. Không sao. Hèn gì nó kẹt dây. Hai bên hai vụ luôn. Công nó dài quá. Nên nó bị cái đó chứ bị cầu khỏi đi luôn. Bị ngay chỗ này là chắc cũng thua. Bị ngay chỗ cầu quá. Cầu cũng lên quá. Kẹt xíu ha. Bỏ hết qua góc bên này luôn hay là bỏ qua trái luôn. Vừa bỏ qua cái chỗ bên kia có chỗ quẹo quá. Vừa hết cái con đường đó là có quẹo. Nó tùm lum tà la đấy. Không có. À. Để giờ chưa bấm quay đâu, chưa quay. Có quay á. Quay sao nó không thấy. Hả? Đi sát bên kia gần Ngọc. Đi sát bên kia chút mình quẹo cho nó vậy. Cái đó là gì anh quay là gì cao hành trình đó hả? Nói chung là giống như mình quay hành trình vậy đấy. Đi về đây mình cái cam cái này của anh bị hớt rồi.
Nhìn. Mình là bị dính cái dòng này nè, anh chạy được nhiều xe đen á, mình qua dễ hơn, là mình cặp mấy anh chị. Không có xe á, anh dư là ngay cái chỗ cái công công như giờ kia hay là trên nữa. Đúng rồi, ngay đó là hiểm đó. Cái này. Tí này lên ghi bon quay đầu chạy trên cầu luôn phải kìa. Nhà này ấm không xe dính không xe nữa. Nó dồn từ bên trong dồn ra quá trời luôn kìa trời. Thank you.
Là cái hẻm luôn. Sáng nó bán 4-5 quán buổi sáng đó. Những người dân đông ăn dữ dằn. Mà bên kia đi.